Nhạc sĩ Camille Saint, xa sinh năm 1835, mất năm 1921, sinh ra tại Paris, Pháp, là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thời kỳ lãng mạn. Được biết đến với bút danh Sanoi, là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano, nghệ sĩ đàn organ, nhạc trưởng, nhà phê bình nghệ thuật người Pháp. Saint san soạn lễ hội Muông Thú vào tháng 2 năm 1886 trong một kỳ nghỉ ở một làng nhỏ thuộc nước Áo. Đây là một tác phẩm vui nhộn, thỏa mãn được tính cách hóm hình tinh nghịch của nhà soạn nhạc. Một tác phẩm với 14 khúc nhạc. Một, Introduction và hành khúc hoàng gia của sư tử. 2. Lũ gà mái và gà trống. 3. Những con lừa, những con thú nhanh nhẹn. 4. Những con rùa. 5. Con voi. 6. Những con kanguru. 7. Bể nuôi cá. 8. Những nhân vật với đôi tai dài. 9. Chim cu trong rừng sâu. 10. Chuồng chim. 11. Những nghệ sĩ piano. 12. Những hóa thạch. 13. Thiên Nga. 14. Final. Toàn bộ tổ khúc lễ hội của Muông Thú chỉ được xuất bản sau khi Saint-Saëns qua đời theo nguyện vọng và di chúc của ông. Nó trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Cùng với các tác phẩm Peter và Chó Sói, lễ hội Muông Thú cũng là tác phẩm được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Và sau đây xin mời các bạn nhỏ hãy nghe nhạc để cảm nhận thấy được sự dí dỏm, tinh nghịch qua tác phẩm Lễ hội Muông Thú.